Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý cô chú, quý anh chị, toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày Chủ nhật mùng 10 tháng 4 năm 2016. Đây là chuyến đi Phật sự đầu tiên của Pháp Hòa tại Hàn Quốc để thăm viếng và sinh hoạt Phật Pháp với cộng đồng Phật tử người Việt ở đây. Thì hôm nay chúng ta đang ở tại chùa Pháp Luân. Chùa Pháp Luân thuộc tỉnh gì? Dung Yên và Hàn Quốc. Thì theo lịch trình thì hôm nay chúng ta sẽ có một ngày sinh hoạt với nhau, và ngày mai này thì một ngày nghỉ ngơi, và sáng 12 thì Pháp Hòa sẽ về lại Canada. Thì thật ra đây là chuyến đi thứ nhì của Pháp Hòa ở Hàn Quốc rồi. Cách đây 10 năm Pháp Hòa có đến Hàn Quốc một lần, một tuần lễ, nhưng mà lúc đó thì chỉ ở vòng vòng ở trên Seoul thôi, chứ cũng không có đi đâu nhiều. Thì kỳ này sau nhiều năm tháng, Phật tử ở đây có lời mời mà đến mãi đến năm nay mới có thể sắp xếp được. Đúng ra là năm nay là đi Âu Châu, nhưng mà có hè thôi, mới xin bên Âu Châu là nhường lại cho bên Hàn Quốc năm nay, thì để năm sau đi Âu Châu, chứ không thôi là đã sắp xếp chương trình ở bên Âu Châu rồi. Thì năm nay thì chúng ta đủ duyên lành gặp nhau. Và bây giờ thì thay vì chúng ta tản mát thăm viếng, thì thôi mình dùng cái thời gian này để mình sinh hoạt với nhau. Các anh chị ai có những câu hỏi thắc mắc nào trong Phật Pháp thì cũng có thể nêu lên, hoặc là ai muốn cúng dường đại chúng một bài hát gì đó thì mình cũng có thể mình mạnh dạn mình phát tâm. Thì thưa, đây không phải là một buổi thuyết giảng ha, chỉ là một buổi sinh hoạt để cho nó có tính cách gần gũi thân thiện với nhau trong thời gian này. Và Pháp Hòa thấy rằng cái thời gian mà chúng ta gần nhau như thế này rất là quý, và rất là quý, cho nên những ngày tháng Pháp Hòa được gặp, những cái giây phút mà Pháp Hòa được gặp quý anh chị ở đây, Pháp Hòa vui lắm. Tại vì mình biết là mình chỉ có mười mấy ngày ở đây thôi, để mà gặp được những người đồng hương, những Phật tử của mình đang sinh hoạt ở đây. Dạ,
Thì thôi thì ở trong đây có ai có những thắc mắc gì thì mình có thể nêu lên để mình cùng học hỏi với nhau. A Di Đà Phật. Ở bên đó nghe không? Ok, tốt. Rồi bây giờ có ai có câu hỏi gì trước thì xin có thể nêu lên nếu mình không ngại, hoặc là mình có thể viết vào tờ giấy mình đưa qua cũng được. Thưa thầy, con xin hỏi. Dạ. Đồng hồ bổ sung con mới bắt đầu già tu. Khoan chú. À, con không biết tu từ đâu à. Con xin thầy chỉ cho con. A Di Đà Phật, có một câu hỏi là con mới bắt đầu vào tu. Vậy thì con sẽ bắt đầu từ đâu? À, câu trả lời là bắt đầu từ đây. A Di Đà Phật, kính thưa đại chúng. Khi mà mình trước hết khi mà mình nói tới cái chữ tu á thì mình đừng có thấy nó nặng nề ở cái hình thức. Mà chữ tu á có nghĩa là chúng ta phát cái tâm. Chúng ta bắt đầu phát cái tâm để mà sửa đi cái bản chất của mình. Ví dụ như lâu nay á, mình sống mình hay giận. Thì bây giờ mình bớt giận, nghĩa là mình tu. Mỗi lần mình giận á, mình hay nói những cái lời nói khó nghe. Mà bây giờ mình sửa cái cách nói đó là bắt đầu mình tu. Còn cái hình thức là tụng kinh gì, giờ nào, nghe giảng từ đâu, cái đó là tùy khả năng hoàn cảnh của mình. Và cái đó là một cái phương tiện để lần đưa cái tâm mình vào thấm nhập lời của Phật. Nhưng mà cái chữ tu mà chúng ta muốn đây á, bắt đầu từ đây. Cái chữ tu mà ở đây chúng ta nói đó có nghĩa là chúng ta phát cái ý chí muốn cải đổi con người mình. Cái đó là cái chính. Quý anh chị nhớ cái đó ha. Khi mà mình phát cái tâm mình muốn thay đổi bản thân mình, đó là giây phút mình đã muốn tu. Còn cái chuyện thí dụ như bây giờ mỗi sáng tụng Lăng Nghiêm hay là chiều tụng Phổ Môn, tụng Pháp Hoa gì đó, tùy mình. Cái đó là cái thời kinh để mình thấm nhập được cái lời Phật dạy. Để mình thâm nhập được cái lời của Phật dạy mà qua một cái thời kinh mình hành trì. Hay là mình niệm bao nhiêu sâu chuỗi niệm Phật, hay là mình ngồi thiền bao nhiêu phút mỗi ngày. Cái đó tùy quý anh chị. Tại vì mỗi người mỗi hoàn cảnh. Có người rảnh buổi trưa, có người rảnh buổi chiều, có người rảnh buổi tối, có người rảnh buổi khuya. Mình rảnh giờ nào mình lập cái thời khóa mình tu giờ đó. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta phải thay đổi được bản thân mình. Thì khi mình thay đổi được bản thân mình thì mình biết là mình đã đi vào con đường tu. Chữ tu là chỉnh sửa. Tu là chỉnh sửa. Thí dụ như bây giờ mình ngồi vậy đau chân quá, nẹo qua một chút cho nó khỏe khỏe một chút, phải không? Thành thử ra khi mà mình đau chân, mình khó chịu thì mình muốn đổi cái cách ngồi để cho mình dễ chịu. Thì tu là vậy, phải không? Thí dụ như lâu nay mình cái kiểu mình vậy á, người ta rất là khó chịu với mình và bản thân mình cũng không được vui. Sở dĩ mình như vậy là tại vì mình bực bội chuyện này, mình bực bội chuyện kia, thì mình hãy sửa cái tật đó của mình. Có nhiều khi mình nói tôi là vậy đó, ai thích không thích thì thôi, đâu có sao đâu, mình có quyền sống kiểu đó. Nhưng mà trọn đời của mình không thoải mái, và chính bản thân mình cũng không có làm được gì cho người xung quanh mình hạnh phúc. Dạ, đây là tu rồi nè, sửa rồi. Sửa kiểu nữa nè. Vậy nó khó hơn không? Vậy thì nói nó dễ nghe hơn ha. Dạ, anh hiểu ý không? Dạ. Thì quý vị cứ thí dụ có nhiều người sẽ thắc mắc là mình mới bắt đầu mình tu á, mình bắt đầu học Phật mình tụng kinh gì? Kinh tế là tốt nhất rồi. Thưa thì bây giờ đó, mỗi ngày mình sắp xếp làm sao mình có được khoảng 15-20 phút mình tụng một thời kinh ngắn. Và bất cứ bài kinh gì nó cũng đều có cái công năng giúp cho mình định cái tâm. Thí dụ như quý anh chị mỗi tối ngồi thiền 15 phút. Bây giờ mình không biết thiền, mình không biết tập thở làm sao hết á, tụng kinh. Tại vì khi mình tụng kinh á là con mắt của mình nhìn vô kinh.
tai của mình nghe tiếng tụng, miệng mình tụng, thân mình ngồi yên, đó là mình thiền rồi, mình định cái tâm rồi. Nhưng mà qua một cái thời kinh, mình niệm Phật cũng là qua một thời kinh. Cho nên tất cả quý đại chúng cứ tự nhiên chọn cho mình một cái thời kinh nào mà nó vừa với cái thời gian của mình. Cái quan trọng là chúng ta phải thay đổi được cái cách hành xử của mình để chuyển cái thân nghiệp, cái cách nói năng của mình để chuyển cái khẩu nghiệp, cái cách suy nghĩ tiêu cực của mình để chuyển cái ý nghiệp. Mà khi nào mà thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp mình được thay đổi tốt thì chừng đó mình mới có thể đi xa hơn được trên con đường tu của mình. Ba nghiệp mà chưa chuyển đổi thì mình khó mà đi đâu xa được. Cũng giống như Pháp Hòa nói là mình muốn đi mà sức khỏe không có, tiền bạc không có, hoàn cảnh không có, cũng không đi đâu được. Phải không? Thì mình muốn đi dù ngắn, dù dài, dù ít, dù nhiều thì phải nhớ là mình thay đổi. Bây giờ ai nói là tôi muốn vô chùa tôi tu, tốt, cái đó là tu chùa. Nhưng mà thứ nhất là mình tu ở đâu? Tu ở nhà. Tu ở nhà đây không có nghĩa là mình tu ở nhà mới tốt. Ở đây ý muốn nói rằng phải làm sao mình thực hiện được cái sự tu trong nhà với mình, rồi mình tu ra ngoài, là ngoài chợ đó, rồi mình tu ở trong chùa. Và khi tu trong chùa là mình huân tập, giống như cái giờ phút mình tụng kinh là giờ phút tu chùa đó. Tu chùa được 15 phút mỗi tối để mình huân tập cái lời thiện, cái lành. Rồi đứng xong một thời kinh, bước ra người thân mình làm điều trật, mình có la hét, mình có mắng xả không? Nếu mà có thì là mình coi như là mình chưa tu chợ, phải không? Mà mình cũng chưa tu nhà. Cho nên nhiều khi ở ngay trong gia đình mình mà ba chỗ có đủ đó, tu nhà, tu chợ và tu chùa. Rồi mời chú. Thầy thì còn có câu hỏi thì cũng đây là chắc là cũng ở trong hoàn cảnh tất cả anh chị em chúng ta hay là bà nội, con người sống trong thế gian này nhất phải dưới hết đó là khổ, đó là chữ khổ. Tại vì sống đây ai cũng phải có cái khổ riêng biệt đó. Bởi vì Đức Phật mới có cái bài là tứ diệu đế, thành ra là biết làm sao là khổ tập được đạo chúng thầy. Cái câu hỏi này á, nó sẽ liên quan đến cái bài pháp thoại chiều hôm nay, cho nên rồi Pháp Hòa sẽ nói thêm chút này ở trong bài giảng này. Tại vì trưa nay mình sẽ học một bài kinh, học cái bài kinh mà Phật có đề cập tới cái việc này, rồi Pháp Hòa sẽ chia sẻ chiều hôm nay nha. Rồi có ai có câu hỏi gì không? Muốn cho con mình đi xuất gia, mình đi xuất gia trước. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, là cái ý nguyện mà mình muốn con cái của mình á, hướng về Phật pháp, đặc biệt là xuất gia đó, là cái thiện tâm thiện chí của mình. Thứ nhất á, là mình tạo cái duyên thôi, chứ cũng chưa chắc là nó sẽ thực hiện được. Bởi vì chính bây giờ mình nhìn đây, Phật tử thuần thành đó, đi chùa học Phật, nghe pháp và làm rất nhiều việc, nhưng mấy người có thể cắt đứt được mọi thứ để mà cho mình một cái duyên xuất gia? Nói vậy chứ không phải dễ. Chờ cái con đường mà xuất gia đó, một cái con đường cao đẹp, mà nó phải nói ở cái chỗ duyên lớn của mỗi người. Còn bây giờ tạm thời con cái người thân của mình hãy tạo cái duyên cho nó đến vừa được với gần gũi với Phật pháp. Và cái đặc biệt á, là đời sống hàng ngày của mình
làm sao cho nó thấy được cái thiện nhiều hơn cái bất thiện, để nó nuôi dưỡng cái chủng tử thiện trong nó. Ví dụ có nhiều khi nó lên chùa và nó thấy được những cái hình ảnh hoặc những lời nói, những cách hành xử của những người lớn mình với nhau chưa dễ thương, thì từ đó là cái ý niệm là vô chùa ở với nó là không có, phải không? Thành thử ra cái người mình muốn nuôi dưỡng một cái người mà phát cái tâm dõng mãnh tu hành đó, nó đòi hỏi đời sống của mình ngay trong giây phút này hiện tại, và đồng thời cũng là hoàn cảnh. Quý vị cứ nhớ là trong cái đám con cháu của mình đang dẫn đi qua chùa chiều sáng hôm nay, phải không, là những đứa mà nó cần được nuôi dưỡng bởi cái cách sống của người xung quanh. Cho nên đừng có khinh thường mấy đứa nhỏ đó. Nhiều khi á, mình gần gũi với nó, đừng để cho nó thấy, nó nghe những cái gì không dễ thương ở nơi người lớn, và đặc biệt là những người lớn mà ở trong chùa. Thì mai mốt mà mình nói là đi vô chùa thì tự nhiên nó có những hình ảnh không dễ thương. Và trong người lớn cũng có những người bây giờ ngược lại phỉ báng Tam Bảo, khinh khi Tam Bảo và bài xích những người tu, là tại sao? Là vì trong quá khứ họ đã từng gặp những cái hình ảnh không dễ thương ở nơi người xuất gia hoặc là ở nơi người Phật tử, và từ đó họ thối tâm, họ không còn phát tâm nữa. Cho nên á, mình hiện tại bây giờ đời sống của mình làm sao mình nuôi dưỡng được cái thiện ở trong nó. Ví dụ thôi, nó hôm nay nó đi học về nó khoe, nó nói má hôm nay con lượm được cái đồng hồ ở trong nhà vệ sinh nè, thì mình mới nói, mình không thể nào mình nói ồ đưa mẹ coi coi đẹp quá, con đưa mẹ mang nghe, hay là mai mốt con có thấy con lượm nữa nghe không. Thí dụ vậy, tức là mình nuôi dưỡng, mình nuôi dưỡng cái ý niệm về ăn cắp của nó. Mình phải dạy nó liền, con không được đem cái này về nhà, mai mốt con thấy con phải đem trả vô trường để cho người khác mất người ta kiếm được. Tức là mình đi ngược lại những cái điều mà nó làm. Thì như vậy mình mới từ từ mình chuyển nó được. Mà có đôi khi mình không có ác, nhưng mà đôi khi mình sống theo cái thói thường của thế gian. Con cái mình làm được một cái gì hay mà nó hơi không lành mạnh chút mình cũng khen nữa. Chẳng hạn như má biết không, bữa đó có thằng nó đánh con đó, nó đánh con có một cái mà con đập nó lại ba cái. Thì mình là khen nó, phải vậy mới được chứ không thôi nó ăn hiếp con á. Thấy không? Mình đâu có biết là mình đang nuôi dưỡng cái bất thiện ở trong nó. Cho nên á, mình Phật tử mình tu á, chữ tu nữa nè. Mình tu là mình buổi mỗi một ngày mình có hai việc mình làm. Buổi sáng á là mình mở mắt khi mình thức, đúng không? Buổi tối á là khi mình ngủ thì mình nhắm mắt. Một ngày mình làm hai việc. Sáng là mở mắt, tối là mình nhắm mắt. Mình mở mắt để mình nhìn thấy những cái hoàn cảnh xung quanh. Nhưng mình nhắm mắt để mình trở về lại với bản thân mình. Chỉ khi nào mình nhắm mắt mình mới yên tĩnh một giấc ngủ. Thì quý anh chị thấy là mỗi ngày mình làm hai việc, nhưng mà hai việc mở mắt và nhắm mắt đó của mình có cái chất liệu của Phật Pháp không? Có cái chất lượng Phật Pháp trong đó không? Hay là mình cứ mở nhắm suốt đời mà mình chưa bao giờ tỉnh ngộ ở cái ý nghĩa của hai chữ mở mắt và nhắm mắt. Giờ ta nói mở mắt sáng ra, hay là ta nói là bữa nay á, tôi thấy được cái này tôi mở mắt rồi đó. Thấy không? Như vậy thì lâu nay mình vẫn mở mắt, nhưng mà cái mở mắt của mình á, chỉ mở mà chưa bao giờ thông, chỉ thấy những cái hình tướng thế gian. Và vậy thì cái nghĩa sâu sắc của mở mắt buổi sáng và nhắm mắt buổi tối, chúng ta phải đem cái chất lượng Phật Pháp vào trong đó. Chúng ta mở mắt để làm gì? Mở mắt mỗi ngày để nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta có một ngày để chúng ta sống, để chúng ta nhìn đời bằng con mắt thương của mình. Và khi chúng ta nhắm mắt là chúng ta trở về để quán chiếu rằng ngày hôm nay mình đã sống như thế nào. Thật ra người đời ấy, người ta cũng mở mắt nhắm mắt, nhưng mà hết đời cũng thế thôi. Còn chúng ta là người học Phật, chúng ta vẫn mở mắt nhắm mắt, mà cứ mở mắt là nhắc mình tu, nhắm mắt là nhắc mình tu. Thì thấy hai cái hành động của một người tu và người không tu nó khác. Cũng giống như chúng ta ăn, ai cũng ăn hết, ăn để sống. Nhưng mà người ta
ăn, sống, nhưng mà cái sống của người ta gây khổ cho mình, gây khổ cho người. Còn người Phật tử chúng ta vẫn ăn để sống, mà cái sống của mình sao? Sống để làm lợi cho đời, cho người, cho mình, chứ không có hại. À, người ta ăn á, là người ta ăn ngon, ăn bổ, nhưng mà nó không dưỡng. Còn chúng ta đó, ăn có nhiều khi nó dở một chút, nhưng mà cái chất đó nó dưỡng nuôi được cái sức khỏe của mình, để mà mình có thể tiếp tục được cái con đường mình đi. À, cho nên đó, Đạo Phật á, dạy cho chúng ta không phải là vô dục. Đừng có hiểu lầm như vậy. Đạo Phật dạy cho mình đó, không còn tham muốn, không còn gì nữa hết. Không phải. Hiểu vậy bất qua quá ra Đạo Phật dạy cho con người riết rồi sống nữa là lui về với cái cổ sĩ sao? Không phải. Đạo Phật dạy nhắc chúng ta là con người vẫn còn dục. Thí dụ như tôi muốn ăn, tôi muốn này, tôi muốn kia, nhưng mà có chánh niệm về cái muốn của mình, để cái muốn đó không làm tổn hại cho người, cho mình, hoặc là cái muốn đó không quá cái tầm tay của mình. Ví dụ như giờ mình muốn tu tốt chứ, nhưng mà tu làm sao có giờ có giấc tu cho vừa chừng, thì tu nó dài hạn. Còn tu dồn tu dập, tu ngày tu đêm, nó tu nó dễ nó dễ hết lắm, tại vì nó phực cái rồi. Cho nên mình tụng kinh đó, mình dùng cái mỏ. Tại sao mình tụng kinh mình dùng cái mỏ? Tại vì cái mỏ mình đánh đều vậy là tượng trưng cho tinh tấn liên tục đều đặn, chứ không phải là dồn dập. Cho nên mình hiểu được như vậy đó, thì mới thấy rằng Đức Phật dạy chúng ta cái dục này là gì? Do cái nhu cầu chứ không có tham cầu. Hai cái nó khác. Bây giờ cái nhu cầu con người mình là cần ăn nè, cần uống nè, cần ngủ nè, cần mặc nè. Đó là cái nhu cầu mà. Nhưng mà mình nhu cầu đủ thì mình hạnh phúc, mà mình tham cầu thì mình khổ đau. Đó, cho nên cái khổ, cái nguyên nhân của khổ, đó, cái nguyên nhân của khổ đó. Đức Phật nói đời là khổ, cái đó đâu có chạy được đâu. Nhưng mà nguyên nhân nào con người mình khổ? Tại sao người ta cũng ăn giống mình mà ta không khổ? Mà mình cũng ăn giống ta, mình khổ là tại vì cái ăn của mình nó có cái tham cầu. Còn cái ăn mà của cái người do cái nhu cầu, họ không có khổ. Pháp Hòa ví dụ ha. Bây giờ mấy ngày nay mình đi Hàn Quốc, quý anh chị ở đây ở lâu rồi, ăn kim chi dễ chịu rồi. Trong đoàn mà người nào mà mới qua mà ăn kim chi kiểu này là, nếu mà mình biết rằng mình đã tới xứ Hàn rồi mà không bữa ăn nào mà không có kim chi, mà mình mà gặp cái dĩa kim chi mình đau khổ. Kim chi nó đâu có khổ, tại mình không chịu được nó thì nó khổ, đúng không? Chứ bản chất sự vật nó không có khổ, mình không chấp nhận nó mình mới khổ. Tại sao người Ấn Độ người ta ăn cà ri ta hạnh phúc? Mình đi qua Ấn Độ mình ăn cà ri có 2 tuần lễ mình rên quá trời, phải không? Rồi ngược lại, nếu mà cái người Ấn hay người Canada, người Mỹ mà họ qua mình mà ngày nào ăn cơm mình cũng có chén nước mắm dầm ớt, chắc họ chết. Thấy không? Bản chất chén nước mắm có khổ không? Không khổ. Nhưng mà mình không chịu được nó thì nó khổ. Cho nên tất cả sự vật xung quanh mình, bản chất nó không có khổ. Nguyên thủy nó đâu có chữ khổ trong đó. Nhưng mà hễ mình chịu nó cái, nó vui, mà mình không chịu cái nó khổ. Con đã có thai được 5 tháng, bây giờ con phải tụng kinh gì để con của con được tốt? Ráng tụng thêm 5 tháng nữa. Còn nếu mà 5 tháng qua không tụng là bây giờ 5 tháng này phải tụng bù. Thưa đại chúng á, khi mà một người mẹ mang thai đó, thì cái ngày đầu của chúng ta gọi là thọ thai hay là thụ thai, sau đó chúng ta mang thai. Và trong thời gian chúng ta mang thai, chúng ta phải dưỡng thai, đúng không? Chúng ta phải dưỡng thai, rồi đến khi nào mà chúng ta phải giáo cái
giáo đó, giáo tức là dạy nó cho đến khi nào mà chúng ta sanh nó ra. Như vậy thì một đứa nhỏ ở trong bụng của người mẹ cái thời gian là 9 tháng. Thì 9 tháng đó nếu chúng ta biết dưỡng nó, biết dạy nó, gọi là giáo dưỡng, giáo là dạy, dưỡng là nuôi. Chúng ta giáo dưỡng cái đứa nhỏ đó từ trong bụng bằng cách nào? Dù bất cứ hoàn cảnh gì, người mẹ cũng không nên giận dữ, không nên buồn rầu, không nên sanh tâm hờn giận, ganh tị, ghét bỏ. Nói chung là tất cả những cái gì nó thuộc về cái tính chất tiêu cực thì người mẹ không nên thu nhận nó. Bởi vì những cái gì mình tiếp nhận nó đi thẳng vào đứa con hết. Bây giờ đại chúng để ý coi, một người nữ nào mà trong khi có mang mà buồn chồng, khóc vì chồng, tức giận sanh đứa nhỏ đó ra, nó không vui, nó cầu có. Đang có thai mà ghét cái bà hàng xóm, sanh nó ra nó giống bà. Tại sao vậy? Tại vì khi mà mình ghét á, tức là cái, trong cái đầu của mình á, mình có cái bà đó. Cái đó gọi là niệm. Thay vì mình niệm Phật thì mình lại niệm cái bà hàng xóm. Bởi vì cái chữ niệm là nhớ. Hiểu ý không? Chữ niệm là nhớ. Mà mình không có nhớ Phật. Thí dụ người ta có thai, người ta nhìn Đức Quan Âm, ta niệm Quan Âm. Rồi khi nào mà đứa con nó đạp á, người ta để cái bụng, ta để tay trên bụng vậy nè: con ơi con đừng có đạp mẹ nghe, con ngoan con niệm Phật theo mẹ nha, bà mẹ nghe Pháp, mẹ tụng kinh con nghe. Quý vị cứ tin chắc là đứa nhỏ nó sẽ làm, nó sẽ nghe theo. Tại vì sao? Tại vì cái năng lượng bình an, hạnh phúc, nhẹ nhàng nó đi vào trong đứa nhỏ qua cái tâm niệm của người mẹ. Còn ví dụ mình giận, mình tức, nó cũng có cái lực, cái lực đó đi thẳng vào. Mình truyền cho đứa con á, trong lúc mà nó ở trong bụng mẹ đó, là nó đi thẳng nhất. Tại vì những gì mình ăn là con mình nó ăn, những gì mình uống. Cho nên người mẹ khi có mang không có dám ăn món này, không dám ăn món kia, bởi vì mình ăn cái gì là con mình ảnh hưởng cái đấy. Vậy thì quý vị cứ nhớ là ăn nó có hai loại. Một là ăn theo vật chất, hai là tinh thần. Thành thử ra nếu như á mà mình ăn cái tinh thần đó, trong nhà Phật gọi là ăn gì biết không? Cái đó gọi là tư niệm thực. Mình bỏ vô miệng một miếng bánh, mình nhai nhỏ ra mình nuốt. Cái đó trong Phật giáo gọi là đoàn thực. Đoàn thực. Đoàn là tròn, tức là mình nhai nhỏ nhuyễn ra rồi mình nuốt, cái đó gọi là đoàn thực. Còn mình cầm chung trà lên, mình hít cái chung trà thơm quá, hay là bữa nào mình vô trong bếp mình nấu ăn, xong một ngày nấu ăn mình ra mình mệt, người ta nói à, mời chị ăn cơm, mình nói thôi nãy giờ tôi ngửi không no rồi. Cái đó gọi là gì? Xúc thực. Đoàn thực là bỏ vô miệng ăn, xúc thực là mình ngửi, phải không? Tư niệm thực. Tư niệm thực tức là những cái gì mình nuôi dưỡng, một cái hoài bão, một cái, nếu mà cái tư niệm lành mạnh thì đó là tư niệm an vui. Mà nếu mà tư niệm không lành mạnh thì đó là tư niệm tiêu cực. Có một cái nữa gọi là thức thực. Đó là thức thực. Ví dụ Pháp Hòa qua hàng đó mấy ngày nay á, đi tới mấy cái chùa ngày nào cũng nghe mấy tiếng này nè. Không, tối về ngủ thì như nó cũng đi ra vậy đó. Tại vì mình thức thực tức là mình tiếp nó. Mỗi ngày mình tiếp nó qua tai nè. Cho nên quý vị thấy có nhiều khi mình nói trời ơi tôi nhìn cái mặt nó tôi phát no à. Tại sao nhìn mặt ta no? Cái đó là thức thực. Con mắt mình nhìn người ta, cái tâm mình phân biệt, con nhỏ nó thấy ghét. Có bốn cách ăn nhớ không? Ăn mà bỏ vô miệng nuốt gọi là đoàn thực. Ngửi no gọi là xúc thực. Nhận thức làm cho mình no, làm cho mình buồn vui gọi là thức thực. Những hoài bão không lành hay là lành gọi là tư niệm thực. Như vậy thì người mẹ khi có mang mà nuôi đứa nhỏ như vậy gọi là tư niệm thực. Đọc kinh, kinh gì cũng được hết á, gì mà tốt nhất là ba kinh: kinh không tham, không sân, không si.
Ở trong này có một câu hỏi là nhà con không có chỗ thờ Phật, khi con tụng kinh con thỉnh xuống bàn con lại có tội không? Tức là không có chỗ thờ Phật, không có bàn thờ, không có chỗ thờ thì giống như mỗi lần lại thì thỉnh Phật ra, xong rồi thì cất thỉnh vô, không có sao hết, Phật cũng hoan hỷ thôi. Tại vì mình sống như vậy, Phật cũng phải theo như vậy thôi. Thí dụ như bây giờ ở Hàn Quốc á, họ không có cái lệ là thờ ông bà, không có cái lệ thờ Phật ở trong nhà, thì mình sống đâu mình phải theo đó thôi. Như quý anh chị nhớ nè, thờ Phật nó có hai chỗ để thờ. Nếu mà mình để, nếu mình để Phật ở trên bàn rồi mỗi ngày mình lại cúng đó, cái đó thờ Phật ở bên ngoài. Nhưng mà mình cũng phải có ở trong tâm mình, phải là một cái chỗ thờ Phật cho tốt, để Phật ở trong lòng mình. Cho nên nếu trường hợp mình không có chỗ, mình có trong tâm mình là mình có thờ Phật. Con lại 108 lại mà con không biết hết các vị Phật, con niệm một vị có được không? Cho dù thuộc hết 108 danh hiệu của Phật cũng không đủ. Tại vì Phật là hằng hà sa số, đâu phải chỉ có 108 đâu. Cho nên bây giờ một danh hiệu mình niệm thôi, mà mình lại 108 lại cũng tượng trưng cho tất cả các Phật. Thậm chí ở Hàn Quốc á, người ta có cái sâu chuỗi cả ngàn hột vậy đó. Nhiều khi người ta chỉ cần đứng lên, người ta niệm một danh hiệu Phật, ta bấm hột, ta lại xuống cũng được. Chứ không có sao hết. Không nhất thiết là phải niệm đủ các hiệu Phật, bởi vì Phật là hằng hà sa số. Mình niệm cho dù 1000 vị cũng không đủ nữa, chứ đừng nói là 108. Nhưng mà con số đó là chỉ là một biểu tượng. Còn chúng ta lại, bây giờ chúng ta không cần đếm. Thí dụ như bây giờ mình quy định là mỗi ngày mình lại 1 giờ, 9 giờ sáng lại tới 10 giờ sáng đi, cứ đứng lên lại xuống, Nam Mô giờ Phật lại đúng tiếng xuống, không cần biết bao nhiêu lại, miễn là mình mỗi ngày mình quy định mình lại 1 giờ hay nửa giờ đều tốt hết. Mà như vậy thì lại Phật để làm gì? Thứ nhất á, cái quan trọng nhất là mình đang học Phật để mình tập buông bỏ cái bản ngã của mình. Bản ngã là gì? Là cái ta đó. Cái ta là cái tôi lúc nào cũng số 1, tôi lúc nào cũng hay, tôi lúc nào cũng giỏi. Cho nên con người của mình thường hay đưa mình lên, để người khác xuống. Thì bây giờ mình cái cách lại Phật là mình làm sao mình hạ được cái bản ngã của mình. Cho nên mình mới mọp xuống đất. Mình mới mọp xuống đất. Cho nên khi quý vị mà chắp tay lại Phật đó, quý vị chắp ở tay giữa nè, phải không? Rồi xong rồi mình mới đưa lên trán nè, rồi mình mới đưa xuống nè. Mình muốn cầu tới cái chỗ cao tột, trước hết mình phải buông bỏ và hạ người mình xuống. Cho nên khi mình xuống là cái tay mình về nè, phải không? Xuống chạm tới đất rồi, chừng đó mình mới mở tay mình ra. Nghĩa là gì? Khi mà mình muốn cầu tới cái chỗ cao thượng thì mình phải buông bỏ tất cả, ngay cả bản cái ngã của mình mọp xuống, và mình mở lòng ra thì tự nhiên mình đi tới cái chỗ cao. Và khi mà mình lại Phật như vậy đó, thân nè, cái ý nè, cái khẩu nè, cái thân của mình, cho nên mình đưa xuống nha, đi ngang con người mình, đem ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh trải ra. Con hay nằm mơ thấy người mất, kể cả người chỉ quen biết bình thường, chớ không phải là người trong nhà. Khi mà mình mơ thấy người mất thì nó có hai trường hợp. Một á, là do mình hay nghĩ tới họ. Nếu mà như trường hợp thứ hai này là mình không nghĩ mình gặp á, thì theo như tinh thần của kinh điển dạy thì là mình có cái duyên với những người đó. Mình có duyên với những người đó và họ đang, mình thấy họ thì mình nghĩ tưởng tới họ, mình hồi hướng công đức cho những cái vong linh đó. Nếu mình thấy họ, thí dụ bây giờ mình không quen, nhưng mình nằm chim bao mình thấy đi, thì tụng một thời kinh cái mình hồi hướng là xin hồi hướng công đức cho tất cả những vong linh quá vãng mà có duyên
được nghe thời kinh này hoặc là được biết con, thí dụ vậy, cho họ siêu thoát. Cho nên ngày nào mình tụng kinh mình cũng đọc cái câu âm siêu dương thới là vậy đó. Tức là người còn, người mất gì cũng được thấm nhuần cái lợi lạc tu học của mình. Con được xin phép hỏi, gửi lễ quy y Tam Bảo mà không có mặt lại Phật ở buổi lễ quy hôm đó thì có được không ạ? Thưa đại chúng, quy y Tam Bảo không phải chỉ là một cái buổi lễ để biến mình trở thành một người Phật tử của Phật giáo, mà đúng hơn là từ cái nhận thức lợi ích của sự quy y mà chúng ta phát tâm quy y Tam Bảo, để trở thành một người Phật tử và chúng ta phát nguyện sống theo lời Phật dạy để làm lợi lạc cho mình và cho người. Cho nên cho dù hồi nhỏ mình quy y, nhưng mà lúc đó mình quy y theo cái kiểu hồi nhỏ cái ý thức mình không có gì hết, thì lớn lên á, nếu như có dịp mà mình quy y cái chùa nào có lễ quy, mình trở vô để mình xin mình lặp lại cái lời phát nguyện đó vẫn hay hơn. Tại vì lúc này ý thức mình có. Cho nên á, cho dù quý vị gửi tên hay là quý vị quy từ nhỏ, nhưng mà ý thức mình không có. Chứ đừng có nghĩ rằng mình gửi quý thầy mà chấp nhận cho mình gửi tên con cái vô quy y, hay là lúc nó còn nhỏ, đó là gieo duyên. Quy y để mà gieo cái duyên lành cho đứa nhỏ, cho người thân mình. Nhưng mà tốt nhất là mình nên có mặt. Tại sao? Tại vì cái lúc mà thầy truyền giới đó, thầy nói là ý thức được khổ đau do sự sát hại, con xin học hạnh từ bi không giết người hại vật, quý vị có thể nhận được không? Thì lúc đó là mình biết rằng, à, cái giới thứ nhất này mình giữ là bởi vì mình muốn nuôi dưỡng lòng từ bi không giết người hại vật. Cho nên cái ý thức mình có, mình phát nguyện một cách từ ở trong lòng mình đi ra. Cho nên quý anh chị nào mà hồi nhỏ quy y rồi đó, có pháp danh rồi, nhưng mà sau này lớn rồi, ý thức hiểu rồi, chùa nào có lễ quy y mà mình nghe, mình hiểu được, nên vào trong đó tham dự. Rồi thầy đọc, thầy truyền lại, rồi thầy lặp lại, không cần ghi danh, không cần phải đăng ký gì nữa. Mình có pháp danh rồi, nhưng mà phải nghe lại. Thậm chí đã quy y rồi, nhưng mà mỗi tháng ít nhất một lần mình phải đọc cái giới mà mình đã thọ đó, chứ không phải về để yên đó. Mỗi tháng phải đọc một lần. Ở đây có ai đọc giới không? Về nhà mỗi tháng phải đọc lại, con pháp danh gì, xin quy y Phật, quy pháp, quy tăng, nguyện giữ giới không giết người hại vật. Đọc lại những cái giới đó thường xuyên để mình không bị quên. Người không có thời gian chỉ nhớ đến Phật lúc nào thì niệm lúc đấy, chứ không có thời gian công phu và phát nguyện hồi hướng công đức thì có được phước gì không ạ? Thưa đại chúng, quý vị cứ nhớ vậy nè. Hồi xưa mình chưa biết Phật pháp, 24 giờ mình để cho tâm thức của mình nó trôi lăn trong phiền não thế gian. Bây giờ mình Phật tử rồi, dù mình không có thời khóa tụng niệm, nhưng mà ít nhất bây giờ một ngày mình cũng nhớ Phật được 10 phút. Vậy thì 10 phút này mình nhớ Phật vẫn đỡ hơn hồi xưa mình không nhớ phút nào. Cái này gọi là tu mót á. Tu bòn tu mót á, có nghĩa là tỉnh lúc nào là mình tu lúc đó. Bây giờ quý anh chị cứ nhớ vậy nè. Khi mình ăn một chén cơm, chén cơm nó làm cho mình no, nhưng mà tại sao khi mình thấy một hột thóc trong chén cơm, mình vẫn cầm lên bóc cái vỏ đó, mình ăn cái hột cơm đó. Mặc dù hột cơm nó không làm mình no, nhưng mà chúng ta không phí một hạt gạo. Cũng như thế, bây giờ một cái giây phút mình nhớ Phật như một hạt lúa, nhưng cũng phải bóc vỏ ra để ăn hạt lúa, hạt gạo đó, chứ không vỏ. Thì mình tu cũng vậy thôi. Mình làm sao là luôn luôn lúc nào mình cũng có nhớ Phật là tốt. Nhưng mà cái giờ giấc mình tu tập nó vẫn hơn. Còn cái trường hợp mà do mình hoàn cảnh không có, thì hễ lúc nào mình tỉnh là mình tu.
Vậy nhưng mà phải thường xuyên tỉnh chứ đừng nói ngàn tỉnh có 5 phút, phải không? Nói về cái phước á, không phải chỉ nhớ Phật mới có phước. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình mới vừa thấy người ta để một cái món hàng ở đó, mình lấy định tới giả bộ sau đó để mình lấy, nhớ trực lại Phật dạy không ăn cắp, buông bỏ cái ý niệm muốn lấy cái đó, đó có phước không? Có phước rồi. Mà cái giây phút đó bằng với niệm Phật không? Bằng với câu niệm Phật. Chứ đừng có nghĩ là khi nào mình nhớ Phật mình niệm Phật mới có phước. Bất cứ giây phút nào mà ý niệm ác vừa khởi, nhớ trực lại không nên nghĩ ác, giây phút đó phước. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh đó, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, khổ não sẽ theo ta như con vật kéo xe. Nhưng mà nếu như nếu mà tâm tư mình nghĩ nói theo hành động thiện, phước báo sẽ theo ta như con vật kéo xe. Cho nên ở đây câu hỏi là nhớ Phật chút xíu vậy có phước không? Có phước chứ. Và nhưng mà không phải khi nào mà nhớ Phật mình mới có phước, mà cái niệm xấu vừa khởi, buông cái niệm xấu đó, trở về cái niệm thiện, phước nó sanh liền. Pháp Hòa ví dụ á, trong cuộc sống của con người mình á, mình dễ sanh tình cảm lắm. Nếu như mà lỡ mình sống trong một cái hoàn cảnh gia đình, chồng hoặc vợ, hai vợ chồng thường có những lấn cấn, nhưng khi mình ra bên ngoài mình giao tiếp, mình thấy một người đối phương là bắt đầu mình so liền. Chị này, cô này dễ thương hơn vợ tôi, anh này ga lăng hơn chồng tôi. Thì mình qua lại giao tiếp có thể tình cảm nó sanh. Nhưng mà nhớ là nếu như mình, cái lý trí của mình mà nó không có thắng được cái tình cảm đó, thì có thể là mình mất phước đó. Có thể mình đi xa hơn, mình làm những cái việc nó không đúng, mình quan hệ tình cảm với những người đó một cách không có lành mạnh, một cách lén lút, mà mình đâu có biết rằng đó là cái điều không lành, không thiện. Quý vị hiểu ý không? Cho nên á, tu á, trở lại cái chữ tu, đâu phải trong khi mình tụng kinh hay là mình ngồi thiền, mà tu và niệm Phật ở từng cái phút giây mà chúng ta sắp sửa đi lên cái chỗ không lành, không thiện. Con trai con đã quy y Tam Bảo và đang học cấp 3 và cũng rất ngoan, nhưng con muốn khuyên cho con đi xuất gia, vậy thì con nên bắt đầu từ đâu? Thôi khuyên nó đi xuất gia dễ hơn. Thiệt sự ra đó, nếu như mà thân nó chưa xuất gia nhưng mà đời sống của nó lành thiện như người xuất gia, thì cái đó gọi là thân tại gia mà tâm xuất gia. Nó có 4 trường hợp xuất gia. Có nhiều người thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Có thân ở chùa mà tâm hồn trần tục, phải không? Và có những người thân ta ở nhà mà tâm hồn ta thảnh thơi, cao thượng của một bậc xuất gia. Rồi có những người thân không xuất gia mà tâm cũng không xuất gia. Và có những người thân xuất gia và tâm xuất gia. Con đã quy y Tam Bảo và cũng đã có thờ bát hương Phật ở nhà, và mỗi lần thắp hương tàn hương hay bị rụng nhiều xuống một bàn thờ. Khi con lau dọn thì con có nên xê dịch bát hương để lại cho sạch, để lau cho sạch được không? Nếu vì nếu không lau ở dưới chân bát hương thì con cảm thấy chưa được sạch, nhưng sợ làm không đúng sẽ trở nên thất hiếu. Quý vị hiểu câu hỏi không? Ở trên này có cái lư hương, ở dưới này cũng có cái bàn thờ, rồi mỗi lần thắp thì hương trên rớt xuống hương dưới, rồi muốn lau thì phải dời lư hương, mà dời như vậy không biết có tốt không? Có nhiều người quan niệm á, không được dời lư hương, tại vì dời bát hương như vậy á, là gia đình
lộn xộn, không có sao hết. Cái ý niệm mà đừng dời bát hương, dời bát hương gia đình lộn xộn thế này thế kia đó, nó là một dạng tà kiến mê tín. Dơ thì phải lau, mà lau thì muốn sạch. Không lẽ bây giờ thầy mình nói ví dụ đi, xin lỗi đại chúng, là mỗi lần mình đánh răng mình có đưa cái bàn chải vô từng góc từng chỗ mình đánh cho nó sạch không? Không lẽ nói đựng đường đó trúng đau, rồi không lẽ mình tắm cũng chừa chỗ? Mình lau thì phải muốn cho nó sạch, chứ làm gì có cái chuyện tội lỗi. Cái đó chỉ là một cái bát hương để cắm cây hương, chứ nó là gì đâu. Nó là cái bát hương để mình cắm cây hương mà. Cũng giống như lịch sự đưa chung trà là chính, nhưng mà để bày tỏ cái sự kính trọng thêm cái này vô nữa, chỉ để gọi là mình gọi là kính trọng vậy thôi. Không lẽ nói không có cái này là tội chết nghe không? Đưa về tội chết. Mà hỏi uống cái dĩa hay là uống nước? Cái dĩa là một cái phương tiện để nói lên. Cho nên bây giờ muốn cấm nhang thì phải có cái đồ cấm. Nó không lạ gì hết trơn á. Tại sao khi mà mình cúng không có bát hương, lấy cái ly xúc một ly gạo cũng làm bát hương được? Thậm chí người ta ra đường ta cúng không có bát hương, ta cắm lên trái cam trái quýt ta cũng cúng được vậy. Phải không? Miễn cái gì mà cắm vô được là được rồi. Cái đó không có gì quan trọng. Cho nên quý anh quý vị cứ việc lau chùi, không có gì trở ngại hết. Nhà con thờ Quan Âm, khi con cúng thì con chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật, vậy có được hay con phải niệm Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát? Tức là thờ Quan Âm mà niệm Di Đà rồi sợ Quan Âm giận. Một Phật đại diện cho các Phật, quý vị niệm ai cũng được. Không lẽ bây giờ mình nói là mình niệm nhiều cái mình phải bưng hết Phật về mình để cho mình niệm không có thiếu. Bây giờ thí dụ mỗi bữa tụng kinh là mình niệm là Thích Ca nè, Di Đà nè, Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng, rồi nhiều khi mình tụng Lương Hoàng Sám, tụng Thủy Sám, quá trời Phật. Rồi không lẽ niệm Phật nào tụng Phật nào phải rinh về để hết đó, phải không? Cho nên một Phật là đại diện. Quý vị có biết không, niệm Phật á, cái danh hiệu của Phật chỉ là phương tiện để cho mình định cái tâm của mình. Bất cứ danh hiệu gì đều được hết. Khi con tụng chú Đại Bi, con đọc thầm hay được không, hay phải đọc ra tiếng thì tùy. Nếu mình đọc lớn mà mình khỏe và gia đình mình không phiền thì mình đọc. Còn mình đọc xong mình ngồi mình thở, phải uống thuốc trợ hơi, mua sâm về uống cho nhiều thì khỏi cần. Hay là mình danh tụng kinh mà gia đình mình phiền thì mình không nên, phải không? Bất cứ, đừng có nghĩ rằng tụng lớn Phật nghe, phải không? Phật là người nói kinh cho mình nghe. Không ngờ mình không nghe, biểu Phật nghe, phải không? Phật già 80 tuổi ngồi nghe mình tụng, khổ thân cho Phật mỗi cái bánh chè. Cho mình á, tụng kinh á, ngoài cái ý nghĩa là mình tụng, chữ tụng nghĩa là gì? Tụng nghĩa là mình lặp đi lặp lại cái lời của Phật, để cái lời dạy đó thấm sâu vào trong trái tim của mình. Ví dụ như á, mình tụng một cái bài kinh một lần đâu có nhớ. Ví dụ tụng cái bài Đệ tử xưa nay tạo các tội, bởi vì vô thỉ tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra, tất cả con nay xin sám hối. Đọc lần đâu có thuộc, nhưng mà nhờ mình đọc riết cái câu đó nhiều lần thì mình nhớ là à, mình tạo tất cả lỗi nghiệp do thân miệng ý tạo ra. Đọc riết cái nó thấm nhập. Thì niệm Phật cũng vậy, mình niệm Phật để mình tụng kinh là để cho những cái lời kinh thấm trong tâm thức của mình. Cho nên tụng lớn tụng nhỏ thì tùy theo khả năng của mình. Con có tính kiêu ngạo tự cao, lúc nào cũng muốn hơn người khác, kể cả người lớn tuổi hơn con, cũng coi thường hoặc thầy giáo dạy con cũng không chịu nghe.
cho là con biết hơn họ, tài giỏi hơn, thông minh hơn. Con biết mình sai mà không biết sửa như thế nào. Từ lâu lắm rồi con sợ cuộc đời này, cuộc sống này, con chỉ muốn đi tu. Xin thầy cho con hỏi con có đi tu được không ạ? À? Con tu được, trừ trường hợp ở trên này con dẹp được. Nói về chữ kiêu ngạo đó, thế nào gọi là kiêu, mà thế nào gọi là kiêu mạn hay là kiêu ngạo đó. Nó có 3 loại kiêu ngạo. Kiêu ngạo về sức khỏe, kiêu ngạo về sự thông minh, kiêu ngạo về sự tài giỏi. Bây giờ mình kiểm coi con người của mình có đủ hay là một trong 3 cái này không. Có nhiều khi mình đẹp hơn mình cũng kiêu ngạo, phải không? Mình giỏi hơn mình cũng có thể kiêu ngạo. Mình thông minh hơn mình cũng có thể kiêu ngạo. Cho nên con người của mình ai cũng có sự kiêu ngạo. Nhưng mà bây giờ á, mình tu á, nếu như mình càng kiêu ngạo thì mình sẽ càng không biết gì hết. Tại vì mình không có học với ai được hết á. Và cái vị Phật tử này hỏi là mai mốt con đi tu được không? Chắc chắn là vô tu thì có, mà tu được là không. Tại sao? Tại vì mình kẹt ở trong một cái nạn mà Phật gọi là 8 cái nạn của con người. Trong đó có một cái nạn gọi là thông minh, hiểu biết theo kiểu thế gian. Rồi mình đem cái hiểu biết thế gian đó để mình đi vào trong chùa thì mình sao mình học? Trong chùa là dạy mình cái đẹp của người tu, mà mình đem cái thế gian vô mình lấn áp thì làm sao mình học được cái gì? Thôi bây giờ mình tạm thời mình dừng ở đây ha, để tiếp đón quý hòa thượng, quý thượng tọa đang đến. Dạ. Thôi thì chút xíu nữa là mình tiếp tục.